Phương Anh và Trân Như kính chào quý các khán giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ 5 ngày 23 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Sự bàn quan của cộng đồng quốc tế làm tăng mối nguy hiểm cho người tị nạn và di dân. Đã tìm thấy 28 thi thể các nạn nhân vụ sập mỏ vàng ở Indonesia. Kính thưa quý khán thính giả, báo cáo của tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở tại London, nước Anh, được công bố hôm nay cho rằng sự bàn quay của cộng đồng quốc tế về các vấn đề quyền con người đã làm tăng thêm những mối nguy hiểm cho người tị nạn và di dân. Ông Salil Shadi, tổng giám đốc tổ chức ân xá quốc tế nói rằng, việc sử dụng luật di trú ở nhiều quốc gia hay viện dẫn nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác đã làm cho người tị nạn và di dân bị rơi vào những nơi nguy hiểm, bị ngược đãi, bóc lột sức lao động hoặc lạm dụng tình dục mà những kẻ chủ mưu không bị trừng trị. Ân xá quốc tế đã nêu ra những vụ khủng hoảng trong năm 2012, mà trong đó, nhiều người tị nạn đã không được đoái hoài tới. Ông Sherry nói rằng, quyền được bảo vệ như là một con người cũng cần được tôn trọng trong trường hợp những người tị nạn và di dân. Khoảng 300 dân bản địa thuộc sắc tộc Iban ở Kazan, bang Sarawak, Malaysia sáng hôm qua đã tập trung biểu tình phản đối việc xây dựng các đập nước ở bang này. Các đập nước làm ảnh hưởng tới 10.000 người và 2.000 km vuông rừng nhiệt đới. Cuộc phản đối diễn ra nhân hội nghị của Hiệp hội Thủy điện Thế giới đang họp ở bang Sarawak. Công ty xây dựng đập bị tố cáo là đã không làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty khác của Trung Quốc là Tâm Hợp đã bắt đầu xây đập trước khi đánh giá tác động môi trường của họ, đẩy người dân vào thế không thể thương lượng được gì. Tổ chức bảo vệ môi sinh Save River yêu cầu các công ty xây dựng đập và chính quyền Sarawak phải tôn trọng quyền giữ gìn tập tục của họ theo quy định trong luật pháp Malaysia. Tại Indonesia, toàn bộ 28 thi thể của các thợ mỏ vàng Grasper, tỉnh Papua của công ty Freeport McMoran, một công ty Hoa Kỳ ở Arizona, đã được toán cứu hộ tìm thấy và nhận dạng. Một viên chức của công ty này cho biết như vừa nêu hôm qua. Lúc hầm bị sập vào ngày 14 tháng 5, có 38 người mắc nạn, nhưng 10 người sau đó đã được cứu thoát. Được biết, ông giám đốc điều hành của Freeport đã đến Papua để chia buồn cùng thân nhân những người bị nạn. Ông Chiro Wajik, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, nói là chính phủ sẽ mở rộng cuộc điều tra riêng và các hầm mỏ trong nước sẽ được kiểm tra vấn đề an toàn trong tuần qua công nhân đã biểu tình ở mỏ này để đòi hỏi có điều kiện làm việc an toàn hơn Thưa quý vị, tướng Prayut Chan Ocha của Thái Lan hôm qua ra khuyến cáo các giáo viên trong khu vực có xung đột vũ trang ở miền nam nước này không nên ra khỏi nhà sau 6 giờ tối để tránh bị tấn công. Gần 160 giáo viên và nhân viên trường học đã bị giết hại trong 9 năm qua tại miền Nam Thái Lan khi vùng này đối mặt với cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo, đòi tách vùng này ra khỏi lãnh thổ Thái Lan thái lan là một quốc gia với đa số dân chúng theo phật giáo nhưng tại miền cực nam giáp với malaysia thì lại có đa số dân theo hồi giáo gần đây chính phủ thái lan và phe nổi dậy gọi là phong trào cách mạng quốc gia đã gặp nhau ở malaysia để thương lượng nhưng cuộc gặp gỡ đã thất bại phe nổi dậy thì đòi giải phóng vùng đất này trong khi phía chính phủ thái lan nói rằng đây là vùng đất không thể tách rời của thái lan được biết đã có hơn 5.500 người cả Phật giáo lẫn Hồi giáo bị thiệt mạng trong đợt xung đột lâu nay tại Thái Lan. Và thưa quý vị, bạo loạn của các thanh thiếu niên vùng ngoại ô Husby, Stockholm, thủ đô Thụy Điển diễn ra trong 3 đêm liên tục và sang ngày thứ tư hôm qua được cho biết đã lắng dịu. Hàng trăm người trẻ tuổi tại các khu vực ngoại ô này đã đốt xe hơi và tấn công cảnh sát. Phát ngôn nhân của cảnh sát ở thủ đô nói là có 30 xe bị đốt và có liên quan đến băng đảng tội phạm. Sự việc bắt đầu khi một người đàn ông 69 tuổi có mang dao bị cảnh sát bắn chết và bạo động đã bùng lên. Cuộc bạo động này cũng giống như các cuộc bạo động diễn ra ở các vùng ngoại ô ở Anh và Pháp cách đây 2 năm. Mẫu số chung của các cuộc bạo động này là có nhiều thanh niên di dân ở các vùng ngoại ô nghèo khó, nơi có nạn thất nghiệp cao trong giới trẻ. Vào ngày hôm qua, đường phố khu Hosby đã trở lại bình thường, nhưng vẫn còn các đội tuần tiểu trên đường phố để duy trì an ninh. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ ofetungviet.net. Nếu bị tương lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang web của ofet tại địa chỉ achoutuzo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vương Anh và Trân Như, kính chào tạm biệt quý vị.